trước mặt mình đó là một cái bãi cát nằm trong cái thung lũng Death Valley. Ở trên đường mình đi tới cái trạm để mình trả phí vô cổng thì mình có đi ngang qua chỗ này, cho nên sẵn mình ghé vô đây luôn. Với lại sẵn mình định hướng coi đấy, tối nay mình xem cái giải ngân hà ở chỗ này có hợp lý không. Nếu mà hợp lý thì tối nay mình quay lại đây. Cái cát của nó rất là mịn. Mình mới vừa coi cái la bàn xong á thì nó theo nó chỉ thị hướng này là cái hướng mà sẽ có ngôi sao, sẽ có cái dải ngân hà, nó sẽ xuất hiện ngay chỗ đó, cũng hên là ngay chỗ đó không đâu bị dính núi. Còn nếu mà ngay đây thì mình bị cứ có quyền dãy núi nó che chừng rồi. Tối nay mình sẽ quay lại đây để mình quay một vòng cho các bạn xem. Bây giờ tụi mình đi ra xe để đi tới cái trạm để mình trả phí vô cổng. Khi nào tới này mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhé. Em làm gì vậy? Tới trạm trả phí. Trạm thu phí để mình tham quan công viên quốc gia. Nó rào lên rồi. Thấy mấy chưa em nói là thấy xa. Nó không có cho xài cái này, vậy là mình phải đi vô trong cái visitor center để mình đóng phí tham quan công viên quốc gia thung lũng chết. Tụi mình đã tới cái chỗ visitor center. Ôi hôm nay nó vắng hơn cái lần trước mình đi, chắc có thể là hôm nay là thứ sáu. Hiện tại ở đây là đang 103 độ F, khoảng 39 độ C. Rất là nóng đấy. Thì đây là mấy người xếp hàng vô để đóng tiền để mình mua cái vé pass. Em mua vé nha các bạn. Xe hơi thì là 30 đồng. Không biết cái giá này, không biết mình có đi được tham quan những cái National Park khác không? Đâu để mình hỏi anh kia thử. Tại vì ngày mai mình cũng có đi một cái công viên khác nữa. Sir, I have a question. Because I'm visiting another national park tomorrow. Okay. Is this pass gonna work for that? So that one won't. That's just for Death Valley. Just for Death Valley only. Yeah. Hồi đầu mình tưởng đi lại chỗ này gần lắm. Ai về đâu nó tới 23 mai là tầm khoảng 40 cây. Mình mới mua xong cái pass thì hồi nãy mình cũng có hỏi cái anh đó là ví dụ như mình mua cái pass này rồi ngày mai mình có thể đi tham quan những cái công viên khác được không? Là anh nói không, anh nói cái pass này là chỉ tham quan được ở chỗ này thôi. Nhưng mà cái pass này có hiệu lực được 7 ngày. Nếu mà mình muốn tham quan ở công viên khác thì mình phải mua một cái annual pass là 80. Thì mình có thể đi được tham quan hết tất cả những cái national park. Bây giờ mình sẽ chạy qua cái chỗ mà mình camp tối nay. Nó nằm kế bên rồi các bạn. Để mình đi qua đó xem. Thì đây là cái chỗ camping mà tụi mình sẽ ở tối nay. Rồi để mình dời xe lại gần hơn, tại nãy không biết đậu xa. Mình kiểm tra để lấy lại cái reservation của mình xem là mình ở cái chỗ cắm trại. Okay, so put this in the front of the site. Yeah, there's a Oh, okay, I got it. Okay.
Thank you so much. Cái size của mình ở là 60. Size 60. Cái khúc này là 15 nè. Cam group nè, size 1 tới 4. 15. 150. Trái là 19. Của mình là 60 là bên đây. Và phải 56, 57, 58, 59. 60 right here. 60 ở đây. Nó nắng dã man luôn các bạn ơi. Ok, cái này chắc mình phải dê đất vô. Ok, sau đây là cái chỗ mà mình được assign. Mình được cắm trại ở đây thì nó có một cái bàn với lại một cái lò barbecue. Xui một cái là không có bóng mát nào hết á. Nhưng mà một chút trời nó cũng tối, bây giờ mình cũng đâu có chui vô lều đâu, cho nên mình không có sợ. Tối thì trời nó mát xuống rồi, thì cho nên thôi mình dựng đại lều ở cái chỗ nào nó sạch sẽ, chứ bây giờ chui vô lùm á nó cũng thấy ghê quá. Với lại sáng sớm á mình cũng đi sớm, cho nên mình cũng không có cần mong bóng mát buổi sáng luôn. Cái lều này cũng hai đứa mình mua hồi đó cũng rất là tiện. Mình trải xuống như vậy, nó xếp sẵn rồi, mình trải xuống như vậy. Xong rồi mình dựng mấy cái cây lên. Mình kéo giãn mấy cái cây lên cho cái lều nó căng ra. Là vậy là xong. Xong rồi nếu mà nó cần á thì mình đóng mấy cái đinh của bốn cái góc nó xuống đất để cho nó chắc một chút thôi, nhưng mà cũng không cần tại vì cái khu này không có gió nhiều. Đợt này hai chồng mình đi mình không có dỡ theo barbecue gì hết. Mấy đợt trước á, đi với bạn thì có mua theo thịt đồ để mình tối mình nướng ăn cho nó vui, với lại nó nhiều với rẻ nữa. Thì mình đều sẽ dùng tới những cái lò nướng này, nhưng mà đợt này chỉ có hai đứa mình đi thôi, cho nên mình dỡ đồ ăn đơn giản. Đem theo mấy cái instant hot pot mua ở trong chợ 99 á, 99 range. Thì buổi tối thì mỗi đứa một hộp ăn vậy thôi. Trưa thì mình đã dỡ theo xôi mặn rồi đó. Các bạn thấy đó, đi một vòng một cái dựng bốn cái góc lên như vậy là nó xong được 80% rồi đó. Đó là cái lều này đáng lẽ ở được tới 5 người lận. Rồi xong, dựng lều xong trong vòng 20 phút. Cái gì trong vòng 20 phút? 20 phút hả? Nãy giờ 20 phút nổ chưa, anh tưởng bao lâu. Nãy giờ dựng bốn góc cho một cây, cho một góc một phút, tối 5 phút đi. Là 5 phút hả? Ừ, năm phút. Nãy giờ bấm quay được 17 phút rồi đó. Dám không? Camera đếm ngược. Anyway, nãy giờ hả, dựng cái lều này chắc cũng 5 phút rồi. Chắc chừng 5 phút là xong rồi. Bây giờ thì mình đem thêm đồ để vô để cất thôi. Bây giờ thì mình có đem theo mỗi người một cái nệm, với lại mỗi người một cái túi ngủ. Thế là đủ. Bây giờ tụi mình đang đi lên Zabriskie Point. Người ta nói ở chỗ này coi mặt trời lặn hoặc là mặt trời mọc rất là đẹp. Bây giờ là 5:10. Thì hôm nay mặt trời nó sẽ lặn vào lúc khoảng 6:10. Thì mình còn một tiếng nữa. Mình tưởng đông chứ mình tới đây sớm để mình dành chỗ. Nhưng mà thật sự thì cũng rất là vắng. Mình đang đi lên thì mình gặp cái ông chú kia. Thấy ông có vẻ rất là professional. Thế thì ông hỏi mình là đây mình có chụp cái gì. Thì mình nói là mình chụp cảnh hoàng hôn. Rồi ông nói xong mà ông hỏi mình mình có ở lại đây không, mình có ở lại đây tối nay để chụp sao không. Mình nói có. Thì xong mà ông nói nếu mà chụp sao thì mình chỉ ông, chỉ ông chỉ mình lại cái chỗ kia, chứ không phải là cái chỗ hồi nãy mà mình tính nói quay lại. Cho nên tối nay chắc là mình có thể sẽ đi theo ổng. Nãy ổng cũng có cho mình coi mấy tấm hình ổng chụp thử, nhìn thấy cũng rất là đẹp hơn. Đây là trên đỉnh của Zabriskie Point. Ôi cái dãy núi phía dưới rất là đẹp nha mọi người. Nó có những sóng. Mặt trời đã lặn rồi các bạn. Giờ ánh sáng nó chiếu vô cái dãy núi á, cho nên nó làm cho mình cảm thấy dãy núi nó có rất là nhiều màu. Mình trước mắt là mình thấy có màu vàng, màu đỏ, màu hồng. Rồi xa xa hơn ngay chỗ góc đó mình thấy có màu xanh lá cây, màu tím.
Đây là cái cảnh ở ngoài sau lưng của mình. Dãy núi đó là màu đỏ. Ok, bây giờ tụi mình sẽ chạy qua bên Badwater Basin để chuẩn bị cho chụp buổi tối nay để ngắm dải ngân hà. Tụi mình đã tới Badwater Basin. Mình chạy từ Zabriskie Point tới đây mất khoảng 25 phút. Chỗ này cách Zabriskie Point 18 mile, tương đương với 29 cây số. Bây giờ là 6:30. Theo như tụi mình coi trên mạng, khoảng 7:45 sẽ có dải ngân hà xuất hiện ở phía bên tây nam, bên trái mình đó. Hồi đợt Noel năm ngoái mình có tới đây rồi. Lúc đó mình quay buổi sáng nên sẽ thấy rõ hơn. Lối đi của nó dài tới túa chỉ núi phía trước mình đó, nhưng mình chỉ dừng ở khúc gần đây thôi. Nhưng cũng đủ cách xa bãi đậu xe, tại ánh sáng của đèn xe nó sẽ làm mọi người chót mắt và nó sẽ phá hỏng hình săn sao của mình. Khi mọi người đi săn sao á, nhớ xài đèn pin màu đỏ nha, để cho nó dịu con mắt, đừng nên xài đèn màu trắng. Hy vọng là sẽ thấy được dải ngân hà, nếu không là quê lắm nha, ngồi đợi cả tiếng đồng hồ. Nhìn lên trời mình chỉ thấy mới có 2 ngôi sao thôi. Trời ơi. Đây là bữa ăn tối của chúng mình. Mình sẽ có 2 gói 2 gói lẩu tự nấu luôn. Mình chỉ cần bỏ nước vô thôi, nó sẽ tự động nó làm nóng nước và nó làm nóng đồ ăn cho mình luôn. Một cái là hot pot, một cái là giống như là lẩu vậy mà nó thăn, còn một cái là mì với lại nấm. Thì giờ mình khui cái mì nấm ra trước nha. Trong cái gói mì sẽ gồm có những cái gói gia vị với lại đồ ăn như thế, để sẵn như thế này. Đây có dầu, gói dầu, gói bột nêm. Này là đôi đũa. Này là cái gì mình hồi mình khui mình sẽ biết nha. Đây là gói mì. Còn cái này là cái heating bag. Cái này là cái heating bag. Bây giờ mình sẽ khui bỏ đồ ăn vô đây. Hủ tiếu hay là mì á. Còn đây sẽ là cái gói nước lèo của nó nè. Cái này là cái nước sốt nấm của cái này là cái gói mì nấm của nó. Đây là cái gói đồ ăn rau củ quả nhé. Này hầu như là các loại nấm khác nhau, có thể là nấm đùi gà là nhiều nhất, với lại cà rốt, với lại có vẻ giống như là ngó sen hả? Chút mình ăn mình sẽ biết rồi. Còn đây là gói dầu mè với lại gói ớt. Thì một hồi mình mọi thứ đã nóng rồi, xong mình ăn, mình khi nào mình ăn mình theo mình bỏ vô sao theo cho vừa ý mình thôi. Bây giờ bỏ nước vô đây. Bỏ nước vô đây, vô cái mì của mình. Đây là cái gói nó làm nóng. Mình bỏ vô đây, chỉ cần bỏ một ít nước để cho nó vừa ngập cái gói này thôi. Thì nước nó sẽ bắt đầu kích hoạt cái gói này, làm cho nóng cái gói đó, để nó bắt đầu nó làm nóng cái tô mì của mình. Mình đậy nắp lại một chút nữa nó. Mình đợi trong vòng khoảng chừng 8 phút là nó sẽ, cái gói của mình, cái tô hủ tiếu của mình nó sẽ nóng rồi, mình có thể bắt đầu ăn được. Các bạn thấy diệu kỳ chưa? Cái mình chỉ chế nước lạnh vô thôi, mình xài cả nước lạnh cho để chế vô cái tô mì và để kích hoạt cái gói tự làm nóng. Chỉ trong vòng mới bỏ vô 30 giây thôi là hả, nó đã bốc hơi nước lên rồi, nó đã nóng rất là nhanh. Bây giờ nó sôi rất là nhanh. Bây giờ mình ngồi đợi khoảng tầm 8 phút để
mì của mình nó mềm với lại rau củ quả của mình nó nóng lên thì mình có thể ăn được. Các bạn có nghe nước sôi không? Có nghe tiếng nước sôi không? Và thấy hơi nước bốc lên từ cái lỗ, cái lỗ hông hơi của nó đây. Rất là nóng đó các bạn. Cẩn thận khi mà dùng cái này. Thì phần mì của mình đã mềm rồi nè. Cũng đã qua 8 phút rồi, mì của mình nó mềm rồi, nó chín rồi. Mình ăn thử nhé các bạn nhé. Trong này thì có không phải là mì mà là hủ tiếu. Bây giờ nhìn nó giống như là cộng hủ tiếu, giống như cộng hủ tiếu mềm hơn. Nói xem nó vừa cộng hủ tiếu nó mềm chưa nha. Của anh hình như cũng là hủ tiếu cũng giống em á, chỉ có là cái bịch gia vị nó khác nhau thôi chứ sự nhân hủ tiếu gì cũng giống nhau. Nó cũng có bịch dầu. Cũng có bịch dầu ha. Bây giờ mình bỏ thêm tí dầu mè cho nó đậm đà nha. Hủ tiếu thì mềm rồi đó mấy các bạn. Cũng rất là nhanh. Bây giờ mình bỏ thêm ít ớt vô nữa. Tại mình thích ăn cay. Rồi bây giờ mà các mọi người cũng thích nha. Còn đây là gì đây? Đây là ngó sen. Đúng quá, ghê quá vậy. Ngó sen rất là giòn. Rất là ngon. Chào buổi sáng mọi người, hiện giờ là 7:30 sáng, tụi mình đang ăn sáng. Tiếc quá là tụi mình đã bỏ lỡ không có quay được cái cảnh hoa bình minh rồi, vì lúc đó là tụi mình đang dọn trại. Nhưng mà cảnh vật buổi sáng ở đây thì vẫn rất rất là thanh bình, yên tĩnh, rất là enjoyable. Đây là lý do mà tụi mình thích đi cắm trại cực kỳ. Tạm biệt Death Valley ở đây nhé, hẹn gặp lại một dịp không xa. Bây giờ tụi mình hướng về Las Vegas đây, mọi người đi cùng mình nhé.